Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, trang 123-125. Bài 5, phần tiếp theo nói và nghe, sách cách nói tri thức với cuộc sống. Nói và nghe trình bày ý kiến về cái vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại. Thì ở phần đọc em đã được học các văn bản nói về những cái nét đẹp riêng của các vùng miền. Thì những nét đẹp đó đã gắn với đời sống sinh hoạt của người dân, thể hiện những cái giá trị văn hóa lâu đời của mọi địa phương nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, những cái nét đẹp đó liệu có còn hiện diện và có ý nghĩa đối với cuộc sống của chúng ta ngày nay hay không? Trong những cái bài học trước thì em đã được làm quen với cách trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống. Tiếp nối nội dung nói và nghe đó thì ở bài học này, các em sẽ tập trình bày ý kiến riêng của mình về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại. Thì mục đích nói ở đây là chúng ta sẽ trình bày ý kiến về một cái vấn đề văn hóa truyền thống nhằm thể hiện cái thái độ sống tích cực, có trách nhiệm và thuyết phục người nghe đồng tình với ý kiến của mình. Còn đối với người nghe thì đó là thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến văn hóa truyền thống. Thì ở đây trước khi nói, A là phần chuẩn bị nội dung nói. Thì văn hóa truyền thống là cái vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay trong bối cảnh đất nước đang từng bước hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thì văn hóa truyền thống có nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Để trình bày ý kiến về vấn đề này thì các em cần chuẩn bị kỹ nội dung nói dựa trên cái trải nghiệm của chính mình và thông tin từ những tài liệu thu thập được. Gợi ý một số vấn đề em có thể chuẩn bị để trình bày ý kiến của mình, ví dụ như là thú chơi tranh dân gian trong đời sống hiện đại, việc sử dụng các sản phẩm thủ công truyền thống trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, giới trẻ và việc thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống, sức hấp dẫn của các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống đối với du khách, giá trị của các làng nghề truyền thống đối với phát triển kinh tế và văn hóa, sức cuốn hút của đặc sản địa phương, vai trò kết nối tình thân của những món ăn truyền thống địa phương. Thì trên cơ sở tìm hiểu toàn diện về cái vấn đề được lựa chọn và xác định ý kiến của mình về vấn đề đó, thì em cần hình dung trước những cái ý kiến phản bác có thể xảy để mà xây dựng cái bài nói có chiều sâu, bao quát được nhiều cái tình huống thực tế. Nếu bài nói có đề cập giải pháp tồn tại và phát triển văn hóa truyền thống thì chúng ta cần chú ý tính cụ thể, thiết thực, khả thi của những kế hoạch, hoạt động mà mình đề xuất. Tránh nêu giải pháp một cách chung chung khiến người nghe khó mà hình dung được kế hoạch hoạt động phải bắt đầu như thế nào. Rồi lập dàn ý cho bài nói thì các em hãy cùng xem những cái gợi ý, những cái nội dung chính. Thứ nhất là ở đây, vấn đề em trình bày là gì? Lý do em trình bày về vấn đề này? Những cái thông tin đáng quan tâm về vấn đề, nội dung thông tin và nguồn thông tin. Rồi những cái hình ảnh mà em chia sẻ, trình chiếu, rồi ý kiến của em về vấn đề được bàn, mong muốn của em và những giải pháp em đề xuất. Trao đổi của em về các ý kiến thể hiện các tiếp cận khác về vấn đề. Rồi tiếp theo B nhỏ là phần tập luyện. Thì ở phần A chúng ta đã chuẩn bị, thì ở phần B này các em sẽ tập luyện. Thì khi tập luyện một mình thì các em có thể là thực hiện qua hai bước, là nhìn vào bản dàn ý để nói và nói không cần sử dụng bản dàn ý. Đặc biệt cần chú ý kiểm soát thời gian trình bày bài nói theo cái quy định hoặc là theo cái dự kiến của bản thân. Khi tập luyện theo nhóm thì cần luân phiên vào vai người nói hoặc là người nghe, góp ý cho nhau về nội dung bài nói và cách biểu đạt bằng nét mặt cùng các động tác hình thể. Đặc biệt cần tập trung, cần tập nêu cả câu hỏi và câu trả lời câu hỏi. Thứ số 2 nhỏ đó là phần trình bày bài nói. Mở đầu, A mở đầu, đó là chúng ta sẽ nêu vấn đề mà em muốn trình bày. Nói khái quát lý do vì sao em chọn vấn đề đó. Có thể bắt đầu bằng một câu hỏi hoặc là một hình ảnh, câu chuyện, tình huống để tạo không khí sinh động, hào hứng. B nhỏ là triển khai. Lần lượt trình bày các ý được chuẩn bị sẵn trong dàn ý bài nói.
Tránh quá tập trung vào một ý nào đó làm bố cục của bài nói bị mất cân đối, gây khó khăn cho cái việc đảm bảo thời gian nói theo quy định. Cần sử dụng ngôn ngữ nói tự nhiên, chỉ nên nhìn vào dàn ý khi mà phải dẫn nguyên văn một ý nào đó hay là khi phải nêu các số liệu khó nhớ. Rồi cần quan sát những cái phản ứng của người nghe để tập trung vào một cái khía cạnh nào đó của vấn đề đang được người nghe đặc biệt chú ý, là có thể là có cái ý kiến khác. Rồi sử dụng cử chỉ, điệu bộ và cảm xúc phù hợp với nội dung trình bày. Các thao tác sử dụng bản trình chiếu nếu có thì phải được thực hiện gọn gàng, dứt khoát. C. Kết luận. Thì tóm lại nội dung đã trình bày, hướng người nghe vào các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ và phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống. Ba nhỏ sau khi nói. Thì sau khi nói chúng ta sẽ trao đổi về cái bài nói theo một số gợi ý sau. Đối với người nghe thì huy động trải nghiệm của bản thân để hiểu thấu đáo vấn đề được người nói đề cập đến. Tập trung nhận xét, trao đổi về những cái ý chính của bài nói, nêu những cái ưu điểm nổi bật về nội dung và cách trình bày bài nói. Rồi nêu những cái điều em thấy chưa hợp lý trong nội dung và cách trình bày bài nói, chú ý là nêu bằng chứng, bổ sung những cái nội dung cần thiết mà em cho là bài nói còn thiếu. Thì đây là đối với người nghe. Còn đối với người nói thì như thế nào? Các em cần chú ý ở đây: lắng nghe, tiếp thu mọi cái trao đổi với thái độ là bình tĩnh và tinh thần cầu thị. Rồi tiếp theo, giải thích ngắn gọn về một cái số vấn đề mà người nghe có thể là hiểu nhầm hoặc là băn khoăn. Rồi trao đổi về những cái đánh giá mà em cho là chưa thỏa đáng, qua đó củng cố thêm nội dung trình bày của mình. Chú ý là thể hiện thái độ nhã nhặn trong trao đổi. Tự rút ra những cái kinh nghiệm bổ ích trong cái việc chuẩn bị nội dung và trình bày bài nói. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy ấn like và chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.